Chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tư vấn du học Canada cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui mừng thông báo cho tất cả các bạn về chương trình CES là chương trình Canada Express Study. Đây là chương trình du học Canada không cần chứng minh tài chính. Với chương trình du học Canada không cần chứng minh tài chính này thì các bạn học sinh, sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình CES phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một các khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc thành viên của các hiệp hội tại các trường Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm, đạt điểm tối thiểu IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào là 4.5. Các bạn cần phải mua một giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo tại ngân hàng Scotia Bank với trị giá 10.000 đô la Canada để chi trả học phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ xin thị thực. Và điều quan trọng nữa là trường mà bạn nộp đơn thi học phải nằm trong danh sách các trường ưu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường Stekana College. Đây là một trong những trường tham gia chương trình CES. Thì trường Seneca College được thành lập từ năm 1967 và có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo giáo dục sau trung học. Trường có các cơ sở tại các thành phố như là Toronto và vùng York. Seneca nổi tiếng với hơn 290 chương trình đào tạo, các chương trình đào tạo cử nhân đại học 4 năm, các chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng từ 2 cho tới 3 năm, cung cấp nguồn lao động trực tiếp cho ngành kinh tế. Chương trình chứng chỉ sau đại học là 1 năm, 3 học kỳ thì linh động, như là tháng 9, tháng riêng và tháng 5. Trường có các đối tác công nghiệp là các doanh nghiệp tên tuổi. Seneca được đánh giá cao trên toàn thế giới. Seneca cung cấp hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm và phòng thực hành máy tính tiên tiến hàng đầu trong nhiều năm qua. Với sĩ số lớp học nhỏ từ 30 tới 40 học sinh một lớp, sinh viên sẽ được quan tâm toàn diện hơn. Seneca có mạng lưới hợp tác giáo dục toàn cầu với rất nhiều trường cao đẳng đại học, mang đến cho sinh viên hơn 70 cơ hội được học tập chuyển tiếp tại Canada và trên toàn thế giới. Về điều kiện tuyển sinh của trường, yêu cầu tuyển sinh của trường phụ thuộc vào từng chương trình đào tạo. Trung bình, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu sau đây: hoàn thành mẫu đơn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế, chi trả lệ phí xét đơn là khoảng 65 đô la Canada, bảng điểm học bạ chương trình học phổ thông đối với chương trình cử nhân và đại học hoặc bảng điểm cao đẳng đại học đối với chương trình cử nhân đại học và sau đại học. Yêu cầu tiếng Anh thì IELTS hoặc là TOEFL, thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với công ty Tân Đại Dương của chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để được chuyên viên cư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Còn nếu như các bạn chưa đạt được yêu cầu tiếng Anh, bạn có thể tham khảo thêm cái link đăng ký để tham gia các khóa học của trường. Các bạn lưu ý chương trình này chỉ được thực hiện trong vòng 18 tháng, nên các bạn hãy nhanh chân lên chuẩn bị hồ sơ để nắm bắt lấy cơ hội có 102 này. Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ, các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi còn có một chi nhánh nữa ở ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.